Thưa quý vị, đại dịch Covid-19 bùng phát tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc từ tháng 12 năm 2019. Đến nay đã lan rộng đến 176 quốc gia dùng lãnh thổ. Tâm dịch Covid-19 từ châu Á dần chuyển sang châu Âu. Tổng ca nhiễm Covid-19 đến hôm nay 19 tháng 3 đã ghi nhận là 219.893 trường hợp, trong đó có 8.978 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này. Tại Việt Nam, tình hình dịch bệnh cũng diễn biến phức tạp khi liên tiếp ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm mới Chương trình thời sự trên sóng BRT sẽ liên tục cập nhật diễn biến dịch bệnh bằng các ghi nhận ở nhiều lĩnh vực. Và bây giờ là những thông tin mà chúng tôi vừa tổng hợp trong nước trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến 18 giờ hôm nay. Đến 18 giờ hôm nay, 19 tháng 3, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân thứ nhất có liên quan đến bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 61 ở tỉnh Ninh Thuận. Bệnh nhân thứ hai là nam phi công của Vietnam Airlines, quốc tịch Anh, sinh sống tại một chung cư ở phường Thảo Điền, quận 2. Tổng số ca nhiễm Covid-19 cả nước hiện là 78 trường hợp. Cả nước hiện cách ly y tế tập trung gần 43.000 trường hợp. Sức khỏe của các trường hợp này đều bình thường. Trên địa bàn tỉnh, hôm nay có thêm 13 trường hợp cách ly y tế tập trung tại trụ sở Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Đây là những trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19, đi cùng chuyến bay có người nhiễm COVID-19 và trở về từ vùng có dịch. Trong ngày hôm nay, cũng đã có 5 trường hợp hết thời gian cách ly y tế tập trung 14 ngày, có sức khỏe bình thường và trở về nhà. Như vậy, hiện toàn tỉnh còn 26 trường hợp đang cách ly y tế tập trung. Bà Rịa Dũng Tàu chưa ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19.